Xin chào các em. Trước hết khi để đi vào bài học mới thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi như sau. Câu hỏi 1. A cầm quyển sách giáo dục công dân nói cuốn sách này là của tôi. Khẳng định quyền gì đối với quyển sách này? Câu 2. B cầm cây bút và nói cây bút này là của tôi. Khẳng định quyền gì đối với cây bút? Đó là quyền chủ sở hữu tài sản. Ta sang nội dung bài học. Bài 16, quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nội dung bài học chúng ta gồm có 3 nội dung. Trước hết chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Một, theo em trong số người chủ xe máy, người được giao giữ xe, người mượn xe, ai là người có quyền? A nhỏ, giữ gìn bảo quản xe. B nhỏ, sử dụng xe để đi. C nhỏ, bán, tặng cho người khác. Ta nói nội dung của cục A, bài tập của cục A sao cho phù hợp với cục B. Ta xem cái đáp án. Như vậy thì câu 1 nhỏ tương ứng với câu A, B, C. 2 nhỏ sẽ tương ứng với câu A. 3 nhỏ sẽ tương ứng với câu A nhỏ và B nhỏ. Bài tập 2, chúng ta cũng làm tương tự. Ta xem đáp án đúng. Như vậy, chỉ có người chủ xe máy mới có quyền sở hữu chiếc xe đó, và họ có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Ta làm cái bài tập tình huống. Khi đào móng làm nhà, ông A tìm thấy một chiếc bình cổ. Có người nói đây là cổ vật lịch sử, rất có giá trị, phải đem nộp cho Sở Văn hóa Thông tin hoặc Viện Bảo tàng. Có người lại bảo bình cổ do ông A tìm thấy nên nó thuộc về ông A. Ông có quyền bán hay cho ai là tùy. Theo em, bình cổ ông A tìm được có thuộc về ông A hay không? Vì sao? Ông A có quyền bán bình cổ hay không? Vì sao? Ta xem gợi ý trả lời. Như vậy chiếc bình cổ thì không thuộc về ông A mà thuộc về nhà nước. Chỉ có chủ sở hữu bình cổ đó mới có quyền bán cái chiếc bình đó. Thì đó là cơ quan văn hóa, viện bảo tàng. Như vậy thì cái quyền sở hữu tài sản của công dân, đó là quyền sở hữu tài sản, là chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền sở hữu tài sản thì nó bao gồm 3 cái quyền, đó là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Theo em, trong 3 quyền đó thì quyền nào là quan trọng nhất? Vì sao? Thì đó là quyền định đoạt quan trọng nhất vì nó quyết định số phận của cái tài sản. Chúng ta xem cái hình ảnh. Rồi, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác là nghĩa vụ tôn trọng tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác. Đó là cái khái niệm. Ta sang nội dung mục 2, trách nhiệm của nhà nước. Thì chúng ta tìm hiểu coi trách nhiệm của nhà nước như thế nào. Ta trả lời câu hỏi những tài sản nào nhà nước quy định công dân phải đăng ký quyền sở hữu, vì sao cần phải đăng ký. Người đăng ký quyền sở hữu phải có biện pháp để công dân tự bảo vệ tài sản hay không, vì sao. Em hãy nêu một số biện pháp của nhà nước để bảo vệ sở hữu của quyền sở hữu của công dân. Như vậy, trách nhiệm của nhà nước. Thứ nhất là quy định về quyền và nghĩa vụ. Thứ hai là đưa ra cách thức bảo vệ tài sản. Thứ ba là quy định quyền sở hữu phải đăng ký. Thứ tư là quy định trách nhiệm của công dân. Thứ năm là quy định hình thức, biện pháp xử lý. Thứ sáu là tuyên truyền giáo dục công dân. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mẫu chuyện Bác Hồ, bài 7, Người Công giáo ghi ơn Bác. Chúng ta xem nội dung. Thì cái quyền sở hữu đó được công nhận trong hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật. Quy định về quyền pháp và cái hình thức xử lý đối với các hành vi xâm phạm. Quy định trách nhiệm và hình thức bồi thường dân sự. Ta xem cái phần nội dung trích Bộ Luật Dân sự năm 2005, sửa đổi năm 2015,
Tại điều 165 nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu, chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Tại điều 175 bảo vệ quyền sở hữu. Một nhỏ, quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ. Hai nhỏ, không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt, trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình. Ba nhỏ, chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, không có căn cứ pháp luật. Và chúng ta xem cái số cái hình ảnh. Rồi chúng ta sang nội dung một số 3 nhỏ, nghĩa vụ của công dân tôn trọng tài sản của người khác. Ta xem điều 32 trích trong Hiến pháp 2013 thì công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Rồi chúng ta làm bài tập tình huống. B 13 tuổi mượn xe đạp của chị gái để đi học. B tự ý cầm xe đạp để lấy tiền đi chơi điện tử. Theo em, B có quyền cầm chiếc xe đạp đó không? Vì sao? Như vậy thì chúng ta sang nội dung bài học của một số 3 nhỏ. Đó là nhặt được của rơi trả lại cho chủ sở hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lý theo quy định pháp luật. Khi vay nợ phải trả đầy đủ đúng hạn. Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu. Nếu làm hỏng phải sửa chữa và bồi thường tương ứng với giá trị của tài sản. Nếu gây thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo quy định. Rồi chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vì sao phải tôn trọng tài sản của người khác. Nó thể hiện phẩm chất đạo đức nào? Như vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời, đó là có tôn trọng tài sản của người khác thì người khác mới tôn trọng tài sản của mình. Việc tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức, thật thà, trung thực, liêm khiết. Rồi chúng ta sẽ làm tình huống. A bị mất chiếc xe đạp. Một hôm A thấy có người đang đem chiếc xe của mình gửi vào bãi giữ xe. Như vậy để lấy lại chiếc xe A có thể làm gì? Rồi ta xem gửi trả lời. A nên thông báo sự việc của cho công an và nhờ giải quyết, vì đây là cách tốt nhất giúp A có thể lấy lại chiếc xe của mình, đồng thời cũng tránh được những cái tình huống xấu có thể xảy ra. Rồi nội dung bài học chúng ta là hết, thì về nhà các em học bài và làm các bài tập 1, 2, 3 trong sách giáo khoa, xem trước bài 17 và chuẩn bị soạn các câu hỏi, đọc phần đặt vấn đề, soạn câu hỏi, phần gợi ý. Thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?